Hello, chào mừng quay trở lại với Trần Phát Tùng và đến với những game đấu ở tại Metro Bắc Mỹ. Ngày hôm qua chúng ta đã đến với những giáo án của ba player T1. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với thành viên già tuổi nhất, tài năng trẻ 2K2 của T1, Faker với giáo án Akali. Lại tiếp tục lại là Akali, có vẻ như Faker đang rất là quyết tâm tìm kiếm bộ ngoại trang T1 Akali ở mùa này thì phải. Và liên tục spam con này ở tại xếp hạng đơn Bắc Mỹ, và để xem game đấu này thì Faker sẽ thiệt ra sao. Let's go! Ok, Akali đánh kèo cùng với Echo anh em nhé. Khu đường trên sẽ là Fiora đối đầu cùng với Na, rừng là Kindred đối đầu cùng với Viego. Mid thì đó sẽ là kèo của Faker cầm Akali đối đầu cùng với Echo và Ngọc tái tổ hợp, thì các bạn có thấy có bước chân thần tốc. Hôm trước thì đánh cầm chinh phục, nhưng mà game này thì cầm bước chân rồi, bước chân hiện diện cùng với hiện tại kháng hiệu ứng. Chốt trận cuối cùng, bảng phụ mang ngọn gió thứ hai cùng với một cái lan tràn anh em ạ. Nhánh dưới mang gì đây? Nhánh dưới mang hồi chiêu, sát thương thêm và giáp. Cái ngọc này mà đánh với Echo thì nó có ổn không anh em nhỉ? Hồi chiêu 8 điểm, sát thương thêm. Tất nhiên khi mà lên Kindred thì sát thương thích ứng nó sẽ chuyển thành sát thương vật lý anh em nhé, nó không chuyển thành AP đâu nhá. Và giáp, có vẻ như Faker thấy rằng giáp cơ bản của Akali nó chỉ có 23 thôi, thế nên là quyết định cộng thêm 6 giáp từ ngọc tái tổ hợp để tránh sát thương từ lính trong khoảng thời gian ban đầu và tránh những đòn đánh tay của đối phương nữa. Giáp kháng phép cơ bản 37 thì đã ok rồi. Cấp độ 1 nâng Q, bước lên Q mắc tầm nhặt nội tại cực nhanh. Dính một Q của Echo nhưng mà còn bước chân để hồi phục, không sao cả. Áp lực đến từ Faker cấp độ 1 là khá lớn. Và Echo thì chắc là phải ăn Q như thế này thôi. Khả năng cao cấp độ 1 thì kèo này Akali nó sẽ chơi trên cơ Echo được. Và Echo chỉ có quăng Q ăn được con nào hay con đấy. Hết kinh nghiệm và sống qua ngày. Lại là những cú quy mắc tầm đến từ vị trí của Faker. Có định lao lên từ Echo nhưng ăn thêm một quy nữa. Sát thương của quy Akali nó không nhiều nhưng mà nó mang lại cái nội tại sát thương cũng là tương đối. Các bạn thấy sát thương của Fiza nó cánh nó chỉ tầm có 7 mấy thôi, nhưng khi nó chỉ bằng đòn đánh tay anh em ạ. Cấp độ 2 nâng bom khói và ngay lập tức gây sát thương đến từ Faker, khiến cho Echo đang tạm thời phải rút ra. Và vẫn đang là người có được khả năng kiểm soát khu vực tốt hơn. Và Faker đang bị tấn công bởi Echo, không kích được nội tại rồi. Một pha lao lên ở cấp độ 2 đến từ Echo nhưng mà không kích được nội tại và sát thương chưa được nhiều lắm. Kích nội tại thành công đến từ Echo và sát thương nó bắt đầu có vẻ là nhiều. Faker nhặt nội tại lên nhả bóng khói tính tiếp cận để đánh tay nội tại nhưng không được. Echo đã rút lui khá nhanh và Echo bấm hết tới bình thứ 3 rồi ạ. Cái gì mà 3 phút đi đường bấm hết 3 bình rồi không? Pha lao lên từ Echo với lưỡng giới đồng quy. Còn giáp nha, ui biết lấy giáp ở những giây cuối cùng luôn ạ. Faker đánh tay ăn lính quăng quy. Và sau đó tiếp tục nhặt nội tại. Echo lại lao lên kích thành công nội tại một lần nữa. Thì đốt còn và Faker bắt buộc phải bấm bình rồi. Kindred xuất hiện tại khu vực đường giữa và Echo vừa mất E xong. Phát tốc biến lên, đổi tốc biến. Faker găm phi tiêu và lính giật ngược trở lại. Kindred đã bị tấn công ngược trở lại, không còn tốc biến nữa. Một pha phản ganh đến từ Viego. Viego còn tốc biến đánh tay và chọc quỳ nhưng mạng thành cho thì đốt đến từ Echo ạ. Một pha ganh fail mất mạng chính công đầu và mất cả bùa đỏ vào tay đường giữa đối phương. Tiếng Rami ở cấp độ 2 đến từ vị trí của Chana nhưng mà có vẻ là nó không nhiều áp lực lắm. Còn Faker thì với dịch chuyển chắc là sẽ muốn đóng băng tầm 2 con không? Không. Đóng băng 2 con thôi. Đóng băng 2 con về tele lại anh em ơi. Để giữ quê lính nó ở một trạng thái cao, nhưng mà trước khi Echo ra thì cứ tranh thủ lát hết được con nào 2 con đấy. Rồi tele về sau anh em. Đường trên là một tiếng tấn công sát thương đủ đến từ Fiora với Thrott và sống sót luôn. Với một chấm máu Viego không còn tốc biến nữa rồi. Còn Faker thì sao? Vẫn đang muốn farm thêm càng nhiều càng tốt. 600 tiền chứ mua được gì nhiều cả. Rồi ok, giữ lại 3 con xa như thế này. Sau đó back về tele ra. Back về tele ra thì khả năng cao là sẽ không mất kinh nghiệm. Con lính thứ tư cho đội lính vừa rồi cũng đã được đón rồi. Ồ, mất chắc là mất một con gần cho đến hai con. Mất một con xa cho đến hai con xa anh em nhé. Mất một con xa duy nhất. Lượng kinh nghiệm vẫn được đón khá là trọn vẹn đến từ Faker ở những đợt lính đầu tiên. Còn Echo thì vì mang theo Thiodot nên là không có dịch chuyển. Và mặc dù có lợi thế chiến công đầu nhưng mà có thể sẽ thua một chút kinh nghiệm so với Faker. Faker chuẩn bị lên 5 rồi này. Echo mới chỉ chớm 4 thôi anh em ạ. Lệch hẳn một ống XP nhưng mà lính của Faker đón trước đây đã nhiều hơn rồi. Còn Echo vẫn còn một đợt lính khá to để có thể lát hit. Những gì Faker làm được tại khu đường giữa lúc này chỉ là vượt kinh nghiệm cùng với vượt farm thôi. Còn tiền các bạn thấy là với chiến công đầu thì con Echo nó cũng không thua tiền, thậm chí nó hơn tầm 100. Rừng bắt đầu đụng độ với nhau tại khu vực cánh dưới, đã có đồng nguyên ấn đầu tiên cho Kindred rồi. Đường trên Rana đi muôn nơi à? Rana ram đến tận đường trên rồi anh em ạ. Còn đường dưới thì con Mid Fulton đang phải 1v2 dưới trụ này, có sống nổi hay không đây? Phép bổ trợ thì mất cái hồi máu còn cái tốc biến.
bắt đầu có dấu hiệu băng trụ rồi. Người vào trước sẽ là A đã tốc biến khá nhanh, bị kiệt sức. Raven tốc biến cửa trở ra để tránh một tình huống mất nội tại, và người có mạng là Viego. Trụ bắn Viego yếu máu nhưng chưa chết. Faker xuống không kịp, đã có những dấu ping cảnh báo đến từ các thành viên phía team 2 là Faker có thể roaming được. Nhưng mà trước cấp độ 6 thì Faker có định đứng lại khu đường giữa nhiều hơn, và vừa rồi là một tiếng chơi hit rất tốt với cú găm phi tiêu và lính, và sau đó thì lao lên với cú quy nhặt nội tại, nhả bóng khói đánh tay kích nội tại, sau đó e về một pha chơi hit mà Faker không phải trả lại quá nhiều máu. Đây là tình huống Echo lao lên đặt lượng giới đồng quy, Faker lao vào lấy máu đối phương trước, giật ngược trở ra để né làm choáng đến từ lượng giới đồng quy, sau đó thì áp lực để solo kill đối phương ở cấp độ 6 nha anh em nhé. Echo hết spell rồi, chỉ cần thời điểm Faker lên 6 xử lý tốt với RE thôi anh em ạ. Nó có thể là tình huống solo kill. Kindred đang ghé nhẹ khu đường giữa và két lính của Faker, cùng với đó là lên cánh trên để cướp đồng nguyên đấn. Chắc là muốn giúp Faker đẩy để có thể cướp chim có đồng nguyên đấn anh em ạ. Nó sẽ là đồng nguyên đấn thứ hai cho Kindred trong ván đấu này. Một game đấu với tốc độ cũng không phải là quá nhanh. Và để xem là liệu rằng Echo có vượt qua được khoảng thời gian nó đang tương đối khó khăn này hay không. Viego bắt đầu vòng ra phía sau, nhưng thay vì đi gank Faker thì Viego quyết định chạy một đường vòng xa để gank cặp đôi Janna cũng như Bitfulton. Còn đường giữa Echo vẫn đang level 5, phải hit tầm 2 cho đến 3 con lính mới có thể lên 6 được. Và Kindred vừa rồi cướp chim thì quyết định té luôn. Lưỡng giới đồng quy đặt ra, đường giới Viego bắt đầu áp sát Echo cấp độ 6 rồi. Hơi khó để Faker có thể băng trụ. Chúng ta cùng nhìn xem tình huống gank khu đường dưới khi mà đi qua tầm nhìn trễ như vậy, thì phản ứng đến từ bộ bot bên phía team Faker sẽ là ra sao. Nhận ra vấn đề có vẻ là rất trễ vì tốc biến làm chậm hai người đến từ vị trí của Ash. Tốc biến chạy đến từ Janna bị kiệt sức, và Viego đang hơi bị hạn chế sức thương một chút. Nhưng Midfielder bắt buộc phải bỏ mạng ở đây rồi, kể cả có hồi máu cũng không sống nổi. Raven kích được nội tại và giải phóng một lượng tiền rất lớn với 400 tiền hơn. Còn Faker đã có cấp độ 6, nhưng trước đó thì Echo cũng đã có chiêu cuối để có thể hồi phục, và Faker quyết định không băng trụ nữa. Một lane bot đang có vẻ là hơi lủng một chút đấy nha. AD bị băng trụ chết hai phát. Nặng, tương đối nặng, thua nhiều CS và con Raven kích nội tại đây anh em ạ. Còn đường trên thì Fiora vẫn đang farm ổn. Echo quyết định về rồi. Echo sau khi spam liên tục những cú quy để farm lính thì đã hết mana và bắt buộc phải về. Faker thấy đối phương về thì quyết định là để nhanh đợt lính với những tình huống phi ra năm cánh. Echo không quyết định cho cuối người trở lại vì đợt lính này vẫn còn xe anh em nhé. Đợt lính này đợt lính vẫn còn con xe to để tanh trụ, nên là Echo chỉ cần đi bộ ra và tiết kiệm chiêu cuối để PK. Còn Faker thì game này đối phương đánh an toàn như thế này thì chỉ gác được khoảng chừng 30 CS thôi, không có mạng solo kill. Và lao lên đến từ Na khi thấy Fiora mất phản đòn, chồng làm choáng là tốt nhưng sát thương có vẻ đã hết rồi. Fiora vẫn còn tương đối nhiều máu và còn cả đại thử thách nữa. Kindred tiếp tục di chuyển ngang qua tầm nhìn đối phương. Na đang giấu điểm yếu cực kỳ kỹ ạ. Hai điểm yếu được kích hoạt, điểm yếu thứ 3, điểm yếu thứ 4 không cần kích hoạt thì Kindred đã có thể có đủ đam rồi. Thậm chí Fiora tự ăn mạng với cú Quiver rồi, với điểm yếu chỉ là 3 đã có đủ sát thương để solo kill con Na phía bên kia. Kindred lên ăn được một assist nhưng mà không biết có đồng nguyên đấn không ta. Có một đồng nguyên đấn thêm dành cho vị trí của Kindred. Trở lại khu vực đứng giữa lúc mà Faker vẫn đang gác 30 CS như vậy thì kể cả chính công đầu các bạn thấy là tiền vẫn đang thua, thậm chí thua tầm 200. Một cái lane mà Echo chỉ quăng quyên lính từ xa thôi anh em ạ, ăn được con nào hai con đấy ạ. Vừa lao lên là ăn bóng khói rồi. Pha R vào đến từ Faker, găm phi tiêu tốt E2 vào, quăng quy nhặt nội tại lên, còn R2 theo. Chiêu cuối được dùng đến từ Echo và làm choáng ngược trở lại Faker. Faker cắt R2 vào nhưng không gây được sát thương, và sau đó thì chỉ là cú chiêu cuối đổi chiêu cuối. Còn đường trên thì Fiora hết năng lượng, bị tốc biến làm choáng bởi Viego. Tuyệt mệnh còn, Fiora cố gắng kích dây thép gai và chém quy điểm yếu nhưng sau đó thì hết đường về rồi. Rất nỗ lực trong việc chém những điểm yếu liên tục nhưng bị đánh tay tới chết bởi một con Viego cầm bùa đỏ. Trở lại cánh dưới thì Midfulton vẫn đang phải lát hit dưới trụ liên tục. Nhưng mà với áp lực đến từ Faker xuống cánh dưới thì Raven cùng với Ash không dám băng trụ nữa. Còn Viego thì chắc là sau khi ăn mạng của Fiora sẽ hướng tới sứ giả. Tiếp tục là pha va chạm đến Faker cùng với Echo. Chênh lệch là một cấp độ và Echo đã kích thành công nội tại rồi, nhưng sau đó thì đứng dưới chúng ta có một mạng cho team Faker. Đó là một tình huống sai lầm đến từ hỗ trợ của các thành viên phía team 2. Tôi không biết tại sao Ash lại chết nữa. Bị bắn tay liên tục, Janna búp giáp, bắn quy tốt, đánh tay và ER trang góc này không né được R Midfulton rồi. Còn đứng giữa thì Faker chưa hồi sát chiều hoàn hảo để lấy mạng của Echo. Echo đang ở trạng thái máu khá thấp và có lẽ sẽ phải về thôi. Một đồng nguyên đấn nữa dành cho Kindred. Tốt rồi, một thế trận mà team Faker cũng chỉ thua tầm vài trăm tiền. Mà thua là thua cái nội tại con Raven cánh dưới thôi. Một chút CS khu đứng trên thì bù lại bằng hai mạng. Và Fiora vẫn đang dẫn tiền so với Na phía bên kia.
Faker thì thấy đối phương bấm B về nên là làm nốt được lính rồi té thôi. Cầm hơn 600 tiền trên người rồi. 600 tiền này cũng chưa mua được đồ thần thoại anh em ạ. Và lao lên đến từ Fiora, Na tí nị. Tốc biến đến từ cả hai đều đang sẵn sàng cả. Phản đòn làm chậm. Phú Quy ép tốc biến tốt đến từ vị trí của Fiora. Và Na đang có định trả đòn lại cùng với sự xuất hiện đến từ cả Viego rồng cánh dưới đã có dù thuộc về team Faker. Còn Fiora thì về một cách nào đây? Quy điểm yếu phía sau đối phương bật chiêu cuối lên chém được 2 điểm yếu, 3 điểm yếu, 4 điểm yếu hồi máu lại từ đại thử thách. Phản đòn không còn, Fiora vẫn đang kích điểm yếu để hồi máu liên tục. Đòn đánh tay đến từ Na, sát thương là chưa đủ và cú tốc biến chạy đến từ Fiora với một chấm máu luôn. Cú Quy đến từ Na không đủ sát thương và khả năng phục hồi đến từ Fiora là quá tốt. Echo đang có định bỏ lane mid để di chuyển đến khu vực đứng trên tìm kiếm hạ gục, nhưng Fiora đã bấm B về ở ngay trụ rồi. Ui, Fiora ngắt cú bấm B về ạ. Sống nhờ phản đòn à. Faker đã lên khu vực đường trên và phát hiện ra tình huống có định băng trụ đến từ phía team 2. Team 2 có định băng trụ nhưng thấy Faker có định té, Faker R đứt vào. Còn R2, sứ giả chuẩn bị hút. Echo quay người trở lại tấn công, Faker cắt R2 găm phi tiêu. Đánh tay nội tại và sau đó giật người trở ra, chiêu cuối người trở lại đến từ Echo. Faker tốc biến chạy, Fiora yếu năng lượng rồi, quyết định cũng bỏ chạy theo. Sứ giả hút, nhưng hết lính để băng trụ rồi, Janna lên khu vực đường trên. Một cú ramming đến từ Janna liệu rằng có tạo được bất ngờ nào đó hay không với cú lốc được đặt sẵn. Và có lẽ là không. Team 2 cũng rất an toàn khi quyết định rút lui. Faker thì tiện đường ké được con xe thì bị dính cái đại bằng tiễn ạ. Không sao cả, tầm này thì đại bằng tiễn nó không nhiều sát thương lắm. Chỉ là mid Phantom đứng dưới không có R để dọn lính thì mang nó bị Raven cùng với Ash nó áp lực và chắc là phải bung R ra dọn way sau thôi. Bọc bung R thẳng vào xạ thủ với hỗ trợ đối phương ạ. Và sau đó thì tốc biến về trong tầm trụ. Raven vẫn đang ném những cú dìu xoay, sát thương là chưa đủ, có hồi máu lốc xoáy từ vong lượt đi lượt về. Raven lại kích thêm nội tại với hơn 300 tiền. Faker tele xuống, Quang Quy hình như hơi thiếu tầm một chút, găm phi tiêu thì trúng E2 và đánh tay dứt điểm mạng dành cho Faker. Bên phía bên kia thì Ad bị Janna dí, Janna giày 2, Ad giày 2 nhưng mà tốc độ di chuyển đến Janna là 419, chạy hộ luôn, đứt đánh tay. 5 máu còn lại, một đòn đánh tay giúp Janna lấy mạng của đối phương. Mid Phantom này chơi theo đúng kiểu là xạ thủ chim bồi à. Bên này thì Viego va chạm cùng với Kindred, Viego đã có sinh vong và Kindred mất máu quá nhiều phải tốc biến chạy. Viego lại chưa hồi chung cuối kịp, rất đen. Nhưng mà Na đẩy vào liệu rằng có băng trụ được hay không? Fiora vẫn còn năng lượng đủ để phản đòn nha. Cái phản đòn này 50 mana mà thôi. Fiora Q lên hết năng lượng để phản đòn, bị đánh tay lên cấp độ 9. Fiora lại có năng lượng để phản đòn rồi. Nhưng Q lên thì để xem bên phía bên kia Viego đã solo kill được Kindred, Q điểm yếu phản đòn làm chậm nhưng hết mana để có thể dứt điểm. Và sau đó thì Viego nhặt được xác Kindred lên có định chiêu cuối chạy thành công. Trước pha tấn công đến từ bộ đôi Mid Phantom cùng với Janna, còn Fiora thì vẫn có thể đi bộ về được. Mid Phantom tiếp tục lao lên nhưng coi chừng nha, con Viego suy vong nó đấm rất đau đấy nha. Một tiếng trừng phạt xanh và chém liên tục với suy vong và Mid Phantom quay ngược trở lại đổi mạng với Na. Đổi mạng thành công, Janna thông chiêu cuối hơi trễ. Nhặt rác của đối phương lên tiếp tục đặt E làm chậm. Bắn tay liên tục vào chiêu cuối vào. Chốc biến chạy kiệt sức ngược trở lại đến từ Janna. Fiora đang chặt chém liên tục, điểm yếu được khai thác liên tục đến từ Fiora. Viego không đủ sát thương với cú quy vừa rồi và đã phải lên bảng. Còn đứng dưới thì Faker vẫn đang đứng rình ạ. Faker đứng rình còn Raven để giết nó lần hai. Một pha R1 vào, QW nhặt nội tại lên. Đánh tay nội tại Q, E xịt, E2 vào không là E2 của ông khói sao cắt R2 luôn. Cắt R2 vào, Raven tốc biến chạy đi bộ theo Q. Một Q nữa thôi. Một Q đã lấy mạng vị trí xạ thủ đối phương và sau đó thì Ad cũng không có tí đam nào cả. Ad đang có ý định đánh hạt thông nổ để chạy ạ. Hạt thông nổ đưa Ad không qua tường, sau đó tốc biến chạy, Faker găm E xuống. Và còn Ad này cút rồi. Hai Q là chết. Nhả bao khói tăng tốc độ di chuyển lên. Q1 đi bộ theo Q2 khỏi nhặt nội tại nữa. Mạng thứ 3 cho Faker, mạng thứ 3 liên tục rồi. Đi đường thì Echo đánh rất an toàn, không giết được nó. Gác được tầm 30 CS mà thôi. Nhưng bắt đầu là tình huống di chuyển đến từ Faker sang hai đường cánh và khai thác những mạng của người trở lại. Sức mạnh đến từ Akali sau cấp độ 6 với sát chiêu hoàn hảo nó là thực sự khủng khiếp dành cho những đội hình mỏng như thế này. Và vừa rồi thì Kindred rất tiếc là không cướp được con bùa xanh của Viego. Con bùa xanh có đánh dấu được người đấn đấy anh em ạ. Đang 5 đồng nguyên đấn rồi, pha va chạm giữa hai jungle, cú làm choáng chuẩn chỉ. Janna đang đến hỗ trợ cho Kindred trong việc rút lui nhưng không còn cứ cứu sinh nữa, cú lốc tốt. Tốc biến đánh tay và Viego có mạng rồi. Faker lại hết R để cover và đại mang tiến từ xa mặc dù nó trượt nhưng Viego vẫn có double kill. Dừng với cả sub hai tên và hai team vẫn đang hơi toang em nhé. Đường trên thì Na farm tốt nhưng vẫn đang bị thua mạng so với Fiora rất là nhiều và không biết kèo này đánh được hay không. Còn Faker thì đã có đai tên lửa cùng với giày rồi, phong ấn 6 số luôn rồi. 9 đều về mạng và team Faker đang thua tầm nghìn mấy. Phan lao lên từ Fiora, Na chạy quy theo chém. Vẫn còn một cú chiêu cuối đến từ Fiora để có thể khai thác nếu như Na đánh một cách quá hổ báo. Còn đứng dưới con Raven này không sợ chết à, ông lướt đai tên lửa R1 luôn. Lướt đai tên lửa găm E phía sau và R1, rồi thôi xong rồi. QW nhặt nội tại, nội tại QR và đó là mạng thứ tư cho Faker.
chiêu cuối trượt đến từ vị trí của Viego. Faker đã bị chém phía sau liên tục hai bùa dành cho Viego, làm choáng rất tốt. Gamfi tiêu né đại bằng tiễn không được nhưng vẫn có mạng cho Faker. Kindred đến, Faker quay lại và có định cứu cứu sinh nhưng không được rồi. Kindred ở hơi xa, Faker lên bảng, nhặt xác Faker lên và có định rút lui đến từ vị trí của Viego và rút lui được khi mà Echo đã xuống. Lưỡng giới đồng quy đặt ra làm choáng, ép Kindred phải cùng cứu cứu sinh rồi. Cứu cứu sinh đã được sử dụng và Echo lại hết năng lượng để dùng chiêu cuối. Mid Fortune đang xuống, Viego đưa ra cú làm choáng trúng vào người chơi lên rừng đối phương nhưng có một cú chiêu cuối cover rất tốt đến từ Janna, máu hồ lại là rất nhiều bão đạn giúp Mid Fortune shut down Viego và có luôn hai mùa bắn tiếp mạng dành cho Kindred. Một tiếng đổi mạng rất tốt đến từ Faker khi mà đổi được cặp đôi đường dưới đối phương và sau đó thì mặc dù bị shut down bởi Viego cũng như là cái Echo nhưng đội xuống vét được thêm hai mạng nữa. Và sau tình huống vừa rồi thì team Faker chỉ còn thua khoảng chừng 500 tiền, một cách biệt nó tương đối nhỏ. Và khi Akali của Faker bắt đầu có mạng thì nó sẽ thực sự trở thành một con sát thủ rất nguy hiểm. Bây giờ Faker di chuyển ra khu đường giữa, con Raven ló đầu ra mid ha, nó cắt một phát là chết luôn đấy anh em ạ. Dòng hai cũng đã có dành cho Kindred rồi. Kindred game này thì kiểm soát được hai dòng và năm đồng nguyên tấn rồi. Đấy, tôi vừa nói xong. Ôi, kiệt sức làm cái gì? Kiệt sức làm cái gì? Bây giờ con Raven đi đâu là Faker đi đấy. Vẫn lao lên với cú dìu xoay ạ. Một cú REE2 vào, sau đó thì R2 dứt điểm khá đơn giản đến từ Faker. Mạng thứ 6 rồi. Bãi người đá có đông nguyên ấn nhưng mà Kindred đang ở hơi xa. Faker di chuyển vào cướp nhẹ bãi chim và sau đó thì Gamfi tiêu trúng. Ad bị mất nửa cây máu sinh tồn Gam E2, nhặt nội tại lên Q, kể cả là hồi máu cũng bị Q chết mà thôi. Q đã nâng được tối đa điểm và nó chỉ còn tiêu tốn có 70 nội năng mà thôi. Echo lao ra với lượng giới đồng Q nhưng Faker chắc là dọn xong con xe rồi té vậy. Dọn xong con xe rồi té với 1.000 tiền, đường trên Fiora tiếp tục lao lên chặt làm chậm. Nhưng mà Na vẫn còn đủ máu để rút lui mặc dù chưa có E. Quang Q xịt đến từ Na. Mid Fortune cầm hai bùa lên backup cho Fiora để có thể kiểm soát sứ giả. Sứ giả không biết còn bao nhiêu máu ha, còn có 1.000 máu à. Như vậy là cạnh tranh không nổi rồi. Sứ giả thuộc về Kindred. Mặc dù cây đây thì không đẹp nhưng mà farm tốt cùng với kiểm soát được 3 mục tiêu lớn rất là ngon nhá. Và cũng có tầm 5 đồng nguyên tấn nữa, không đến mức quá thọt. Dĩ nhiên là Faker là người xanh nhất, kể cả Raven kích đội tại 2 lần mà chết tới 4 sát như vậy thì cũng không đào được ra tiền cả. Một tiếng đại bằng tiện trúng và Mid Fortune ngay tức phải tốc biến chạy. Gamfi tiêu tốt đến từ Faker nhưng đối phương vẫn còn R. Đối phương vẫn còn chiêu cuối đảo ngược thời gian nên Faker quyết định không vào. Và Faker quyết định về ạ. Đứng dưới thì đã có trụ rồi, một cú lốc rất tốt đến từ Janna nhưng mà team Faker lại không còn nhiều CC bồi vào nữa. Và đứng trên đó là pha băng trụ diễn ra. Kindred quy thẳng vào trong trụ, sau đó bắt buộc phải quy ra khi nhận ra sát thương sẽ không đủ. Với việc Na bên phía kia nó đã có Na khổng lồ rồi. Và đứng giữa đang là cái đường mà không còn nhiều máu nữa. Faker quyết định bấm B về để di chuyển trở lại à? Đã có di chuyển trở lại từ Faker rồi. Viego vòng ra phía sau nhưng bị lộ bởi trụ và không giữ chân được Faker lại. Lưỡng giữa đồng quy đặt ra đến từ Echo và lao qua làm choáng xạ thủ đối phương tốt. Nhưng sau đó bị Janna đẩy ngược trở ra, vẫn có một tiếng live V2 tốt trước khi chụp cuối ra đến từ vị trí của Echo. Faker tay lại vòng ra phía sau đánh đối phương với 4 người ở đây, lướt đa tên lửa găm R vào. Raven yếu máu, Raven sẽ phải lên bảng mà thôi. Cú R2 còn đến từ Faker. Q đánh tay, E dứt điểm vẫn còn R2. Ash đã tốc biến chạy rồi và tốc biến lên đến từ cung phong linh của Kindred, bắn liên tục và Ash yếu máu và lên bảng. Đó là mạng dành cho người chơi rừng bên phía team Faker. Faker với tình huống lao ra bằng dịch chuyển thì gỡ được. Ui, sách trồn mề dai rồi ạ. Faker đã về nhà up sách trồn mề dai từ rất sớm. Khác với game đấu trước mình làm thì Faker gấp up cái sách cực kỳ trễ. Nhưng mà sau khi up sách xong thì lên sách rất nhanh. Và tình huống vừa rồi có vẻ xác định là Faker sẽ dịch chuyển ra và vét được nhiều mạng lên sách. Rất tiếc chỉ vét được một mạng duy nhất mà thôi. Nhưng mà Echo coi chừng nha. Echo coi chừng nhà bạn, không còn chiêu cuối, đứng trước mặt một con Akali nó còn E, nó gặp một phát là đi đấy nha. Cái E1 E2 bây giờ nâng mắc điểm. Nó tổng cộng là 800 đam anh em ạ. Nó khoảng chừng 750 đam. Gần 800 đam. Đam giác chưa. Lướt đai tên lửa để găm E1 chúng, đánh tay ăn trụ trước. Quyết định không E2 đến từ Faker khi chưa có R và chưa có đồng hồ. Đang cầm 13 sách như này, đánh cẩn thận tí anh em ạ. Đứng trên thì Na 03 vẫn là farm ổn. Nhưng mà Fiora cầm hấp huyết lúc này thì kèo nó sẽ hơi lệch. Ui, Faker lao qua và Kindred lấy mạng của Ash rất đơn giản. Và Faker tiếp tục chạy lên tiếp. Tiếp tục lao lên, Echo lao vào, kích nội tại. Cú Q2 thì Echo đã bị flash né bởi Janna. Faker lao vào với R1, nhả bóng khó đánh tay và còn R2 để dứt điểm để 4 số thêm dành cho Faker. Raven nhận ra nguy hiểm đến từ tình huống vừa rồi và đã quyết định bỏ vị trí Echo từ khá sớm. Con sứ giả chuẩn bị hút vào trụ 1, chính ra trụ 2 ạ. Raven đã phải tốc biến chạy khi bị Faker dí tới tận trụ 2 nhà mình. Và mặc dù trụ chưa nằm,
Nhưng mid Fortune của Faker hoàn toàn có thể ăn được trụ nha. Pha lướt đai tên lửa lên từ Faker. Trụ trước người sau. Tiếp tục nhặt phi dao, Quy liên tục găm phi tiêu E1, E2 vào. Đánh tay đội tại Quy phát cần trở ra và double kill cho Faker. 25 sách rồi. Nó là 25 sách rồi anh em ạ, 19 sách. Cùng với 8 sách này nữa thì nó là 25 tối đa rồi. Một tình huống xử lý rất nhanh lên từ Faker khi với Virgo đứt lên ạ. Trụ trước người sau. Nội tại Quy E2 vào. Nội tại Quy flat ngược trở ra tránh sát thương từ trụ. Thôi rồi, con Darkly 25 sách sớm này chịu đấy. 19 phút mà 25 sách thế này thì nó cắt cả team anh em ạ. Nhìn đối bên phía bên kia đúng kiểu chuối phi luôn, phản đòn kích được một điểm yếu và sau đó té ra rất nhanh khi Na vẫn còn một cú chiêu cuối. Chiêu cuối W dưới trụ trang tốc biến. Một pha xử lý ấn tượng đến từ Fiora. Mặc dù trước đấy là một tiểu cũng không nên làm như vậy làm gì cả. Một pha kích được cái điểm yếu thứ tư bằng cú tốc biến hấp huyết anh em ạ. Và sau đó đi ra được với một lượng máu ít ỏi. Nhờ mid Fortune lên và vòng ra phía sau, Na quyết định tay lè chạy. Chắc là sống ha. Sống luôn. Còn Faker về nhà mua hai mảnh của trang bị xuyên kháng phép, đó là một cái ngọn lửa hắc hóa. Bên kia cũng chưa phải đội hình có nhiều kháng phép lắm. Nên là các bạn thấy nếu hình thành được ngọn lửa hắc hóa cùng với giới pháp sư nó gần như là sát thương chuẩn đấy ạ. Nó là 30 mấy xuyên kháng phép, 38 thì phải. Echo đang có một chút kháng phép. Lên tới con số là 60 nhờ bảng cùng với chất tướng tay ngắn. Sẽ có trụ cho Echo nhưng không biết có về được không khi Faker dí sát nút rồi. Đã là một tình huống lướt đai tên lửa găm E và sau đó thì E2 còn, R2 còn, không E2 hết rồi. R2 vào chiêu cuối Echo ngược trở lại. Có Virgo ở đây, Faker vẫn đang chơi lên. Một tiếng găm phi tiêu vào lính đến từ Faker. E ngược trở lại mất máu quá nhiều và mất sách rồi, mất 10 sách rồi. Pha xuất hiện bất ngờ đến từ Virgo khiến Faker phải lên bảng và sau đó tốc biến găm phi tiêu quy xịt ra đất. Lao vào nhặt nội tại lên, chiêu cuối đại bằng tiến từ xa không cần, Virgo nhặt được xác Faker quẩy ác luôn. Nhặt được một cái xác rất xanh và Mid Fortune đã đi rồi, cánh còn lại thì sao? Những nỗ lực đến từ Fiora chưa giết được vị trí của Echo. Fiora chém tạm vào người Raven với lốc xoáy tử vong từ xa không trúng ai cả. Raven bị kích 4 điểm yếu lên bảng điểm số rất nhanh và sau đó thì Echo cùng với Ash đang phải dìu nhau về, chắc là phải bỏ rồng thôi. Máu như thế này ăn rồng không nổi. Tạo khoảng trống cho Na ăn trụ đường trên, ăn đi bạn. Fiora bot rồi không ăn trụ luôn à? Chắc là để lính ăn luôn. Nhưng về tập này có về làm gì đâu ta? Ở lại ăn trụ đẩy thêm quay sau đi chứ hả? Rồi Ash vẫn còn chưa về ạ. Echo về rồi, Ash vẫn còn chưa về. Fit tới mạng thứ 7 rồi không? Cái mạng này chắc là ăn được tầm 140, không đến đâu ạ. 100 tiền. Rất nghèo. Faker đã có ngọn lửa ác hóa rồi này anh em này. Kháng phép hiện tại của Na là con số 44 ở Na Tí Nị ạ. 44 kháng phép đánh với cả 38 xin kháng phép anh em ơi. Còn cái gì nữa đâu mà chơi. Virgo được 54, Echo được 62, Raven được 40 kháng phép ạ. Còn con Ad thì tôi không biết là bao nhiêu nữa. Fiora đường dưới có vẻ là đâm hơi cao. Cú quỳ hơi thiếu tầm đến từ vị trí của Na và chắc là Fiora về được. Còn Faker đang tự tin lao lên, Echo vẫn còn chưa cuối nha. Còn cái bóng này anh em này. Ad là 39 kháng phép, trong khi Faker đang là 39 xuyên kháng phép rồi. Và nó còn gia tăng thêm nếu như mà... nếu mà có thêm triệu hư vô các thứ nữa anh em nhé. Pha găm phi tiêu bỏ chạy với từ Faker. Raven kích được một dìu vào 77 đam ạ. Vãi nổi, yếu vậy ông. Vào hết lớp giáp đến từ Janna rồi. Với việc vừa mất đi 10 số thì Faker đang rất nỗ lực trong việc tìm kiếm thêm sách trở về dài. Và đó là pha lướt đai tên lửa lên mà Na nhún nhảy chạy khá nhanh. Faker găm phi tiêu R1 vào Quy. Đớp rất nhanh. Quy tiếp tục nhặt nội tại lên Quy. Đánh tay R2. Đó là mạng dành cho Faker với 21 số trở lại. Một cú đại bằng tiện trúng và Janna tung trực cuối trước khi bị giật hai giật cú đứt. Cú R2 vừa rồi chưa đủ sát thương. Echo có cường cứu sinh, Faker chưa vừa cường cứu sinh lấy máu. Virgo tuyệt mệnh vào, Faker găm phi tiêu có định KS thì không được. Bên phía bên kia Ad đang bị bắn rất rát bởi Mid Fortune cùng với cả Kindred và đã phải cút luôn. 4 mạng hàng cũng easy cho team Faker rồi. Này là rank cao thủ Bắc Mỹ anh em nhé. Nhìn đánh nó như kiểu bạch kim cương Việt Nam vậy. Đây là con Akalin này của Faker đang tiếp tục hành trình tìm kiếm 25 sách trồn về ra hay trở lại. Thậm chí là tình huống ép Baron từ khá sớm đến từ team Faker ạ. 4 mạng hạ gục, Baron là dễ. Fiora đường trên thì tha hồ đầy lẻ. Đây là con Fiora cầm đồ rưỡi rồi, giờ về chắc là hai đồ lớn luôn. Baron kéo chênh lệch về tiền lên một con số mới. Và Faker với 1000 mốt sẽ về một cái gì đây?
một cái giáp tay Seeker và một cái mắt kiểm soát. Dịch chuyển luôn đến Faker lên khu đường trên ạ. Raven lao ra chôn rồi. Một mạng cho Faker để lấy sách trở về ra, lướt R lên E xịt nhưng mà R2 vẫn còn. R2 vào đánh tay dứt điểm lấy double kill, 25 sách trở lại rồi. Bên kia cảm giác hơi bất lực rồi anh em ạ. Bắt đầu có dấu hiệu buông xuôi khi mà ba lane đều thua rất nặng. Echo đang bám farm rất tốt, nãy giờ thì Faker cũng không farm nhiều. Mặc dù cân bằng được về lượng farm thì Faker lại vươn lên giữa trước quá nhiều về mạng hàng gục. Bạn quá đen. Rồi, end luôn là các bạn, sống vội thật sự ạ. Quyết định end luôn đến từ Faker cùng với đồng bọn rồi. Có thêm mạng hàng gục nào nữa hay không mà thôi. Bắt đầu đứng giật rồi. Quy nhặt nội tại đánh tay Quy, nhặt nội tại. Chiêu cuối ngược trở lại giữa Echo bị đẩy ra bởi chiêu cuối Janna, Faker găm phi tiêu trúng. E2 vào và Kindred có mạng. Sát thương E2 của Faker lúc này là bao nhiêu anh em? Là 722 anh em nhé. E1 nó là 309. 2E là 1000 đa. Nó thực sự là vào máu, như tôi đã nói thì sát thương của Faker lúc này với 38 sinh kháng phép, nếu đối phương yếu máu thì nó thực sự là vào sát thương chuẩn rồi. Găm phi tiêu trượt, đối phương đứng trong bệ đá cổ nhìn ra. Phục hồi đến từ bệ đá cổ đủ để giúp cho phía team 2 vẫn đang còn vài người sống sót ở đây. Nhưng bão đạn đặt ra và Mid Fortune tiện Nash lên bản điểm số trên ngay trong bệ đá cổ nhà mình lần thứ 11 rồi. Phan R vào E, sau đó thì Faker lên bảng với cú diều xoay đến từ vị trí Raven. Team có lẽ sẽ kết thúc ván đấu để bắt đầu game khác, chứ game này nó lệch quá rồi. Raven tốc biến trong bệ đá cổ và sau đó vẫn sống sót. Fiora tốc biến cửa trở ra, trụ tiếp tục bắn vào người của Kindred. À, Mid Fortune thì đúng hơn. Na nhảy lên, phản đòn, kích được hai điểm yếu đến từ đại thử thách và sau đó thì té mà thôi. Echo lao lên, lái Q2 như thế nào, lái Q2 trúng xác thực vẫn là không đủ. Bên phía bên kia Viego có xuất đao Mid Fortune, Fiora chém nhà rồi. Và đó là tiếng chuyển sang đánh nhà đến từ Mid Fortune cùng với cả Kindred và cả Fiora, giúp game đấu kết thúc sau 25 phút. Để check time cái game một chút anh em nhé. Ok, một game đấu rất trong vánh với 25 phút thì Faker gây được 33.000 sát thương. Đúng là một game đấu mặc dù đi đường gặp ngay thanh niên kia đánh rất là an toàn với con Echo chết rất là ít như thế này, nhưng mà đến giữa trận thì cầm tele đi vét mạng ở hai đường cánh rất là ngon ăn, đặc biệt là khoét xuống cái bộ bot này cực kỳ đơn giản. Raven với Ashe cứ lao ra là chết, cứ lao ra là bị Akali cắt chết anh em ạ. Một game đấu cũng không phải là quá nặng nhọc dành cho team của Faker khi mà con Akali này nó làm hết giữa trận rồi. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những game đấu khác ở tại máy chủ Bắc Mỹ anh em nha. Bye bye.